rồi đó làm ghệ là nó nuôi cái đầu bầu thai đó tới lớn rồi bắt đầu tới ngày nó đẻ là anh nó đi bán vé số nuôi. Cho hỏi lại là cái bầu thai đó là của ai cô? Hồi đó là nó có bầu với thằng chồng trước của nó là thằng Mộc hay gì đó. Mộc à, nhưng mà không có trách nhiệm. Dạ. Là cũng như là đi ra là tới ngày đẻ rồi tới nuôi con bé Ngọc này là tới 8 tuổi không có ai nhìn nhận. Dạ. Nói đâu ra đó là cậu hai nó nuôi, ông ngoại nó nuôi, rồi cha dượng nó nuôi. Nó tuy rằng cha dượng nó đó là kiểu như là giành giật á, thì không phải là giành giật mà không cho nuôi là đừng nói là tiếng không nuôi. Nhưng mà thằng này đi lụm bao nhiêu là đem tiền, có tiền bao nhiêu thì vẫn cho. Con nó ăn cái gì thì cũng mua cho ăn. Có sao nói vậy, cha dượng nó cái gì mình có thì nói. Thương thì phải có quýnh, quýnh không cho quýnh ở đâu được. Con nít mình phải dạy. Còn con bé Ngọc mày nó cũng quậy dữ lắm. Giữa 12 giờ trưa cũng ra giữa lộ nằm căng tay ra giữa lộ xe. Rồi hỏi không quýnh sao được. Không quýnh đặng mình báo người ta hay gì đó. Còn nói mà giữa mà nói là chị Ngân này á có quýnh con chứ không phải là không quýnh. Quýnh dạy nhưng mà không biết dạy, kiểu như không có đủ như người ta. Chỉ biết là cầm đồ tức quá cầm đồ lên chọi thì con kia chạy thì ở đây chọi rồi chửi quá chửi lại mẹ con chửi lộn nhau. Đó, con kia trả lời thì con này cầm đồ chọi thì có, chứ còn nói mà kiểu như là đài cho ăn muối ớt, nghèo thì phải đi xin rồi, nghèo thì phải đi xin rồi, chứ hỏi đi bán như sao, trăm nào năm chục nào thì đứt hết 50 đấy, nó bán được 5 vé nó ăn hết mẹ 5 vé rồi con bé Ngọc, bán vé nó ăn hàng hết vé, bán 2 vé ăn hết 2 vé rồi hỏi tiền đâu đắp vô cho người ta. Chính tôi là người đó, tôi bán vé số nè, tôi đưa vé số, tôi lấy vé số tôi đưa này nè. Đó, hiện bây giờ còn thiếu tiền tôi mà tôi còn tôi không đòi luôn mà. Quá khổ rồi. Bằng cùng thì phải đi nghèo khổ rồi phải đi rồi. Đi xin rồi. Không có gì gọi là ấy hết trơn á. Ai mà thử người bình thường có nuôi được gì không? Hai mặt anh em con chào cô nha. Thì à, trước tiên thì chào khán giả. Dạ, trước tiên thì cho con hỏi cô tên gì cô? Tên Loan. À, cô có cái mối quan hệ Tiết gì với chị Ngân? Không có dòng họ, không có chị gì cháu gì trơn á, kiểu như người dân thôi. Dạ. Cô ở sớm hay sao cô? Ở đó là ở nhà trọ. Chung với nhà trọ chung với chị Ngân ha. Chung Ngân. Trong thời gian vừa qua thì cái vụ việc của cháu Ngọc mà bị té sông á thì nó cũng là một cái nỗi đau cho gia đình, nhưng mà bên cạnh đó thì nó xảy ra rất là nhiều cái sự lùm xùm giữa hai bên. Giữa bên cha và bên mẹ thì hiện nay là mấy anh em xuống đến đây cũng như là muốn nắm lại dạng như là những cái sự thật về chị Ngân cũng như là anh Mộc, thì không biết là cô là cái người là ở trọ chung với chị Ngân thì đó tới giờ á, thì cô có thể là chia sẻ cho mấy anh em cũng như là quý ông bà cô chú trên cộng đồng mạng để được biết rõ hơn được không ạ? Được. Dạ dạ. Tôi biết sao thì tôi nói vậy. Dạ rồi. Cũng như là hồi đó đó là chị Ngân á, là hồi lúc có bầu á là 2 tháng rưỡi. Là khi đó là chị là không có biết anh Mộc này đâu. Là cũng như là mẹ con của anh Ngọc này là anh Mộc gì đó. Quýnh đập rồi quýnh nó ra. Rồi nó mới về gia đình nó, rồi nó mới đi ra làm nghề. Mà nó làm ngay chân chỗ đường Cầu Đúc á, bên chỗ nhà thương cũ á. Rồi đó làm nghề là nó nuôi cái đầu bầu thai đó tới lớn rồi. Bắt đầu tới ngày nó đẻ là anh nó đi bán vé số nuôi. Cho con hỏi lại là cái bầu thai đó là của ai con? Hồi đó là nó có bầu với thằng chồng trước của nó là thằng Mộc hay gì đó. Mộc Nhưng mà không có trách nhiệm. Dạ. Là cũng như là đi ra là tới ngày đẻ rồi tới nuôi con bé Ngọc này là tới 8 tuổi không có ai nhìn nhận. Dạ. Nói đâu ra đó là cậu hai nó nuôi, ông ngoại nó nuôi, rồi cha dượng nó nuôi. Nó tuy rằng cha dượng nó đó là kiểu như là giành giật á, thì không phải là giành giật mà không cho nuôi là đừng nói là tiếng không nuôi. Nhưng mà thằng này đi lụm bao nhiêu là đem tiền, có tiền bao nhiêu thì vẫn cho. Con nó ăn cái gì thì cũng mua cho ăn. Có sao nói vậy, cha dượng nó cái gì mình có thì nói. Thương thì phải có quýnh, quýnh không cho quýnh ở đâu được. Con nít mình phải dạy. Còn con bé Ngọc mày nó cũng quậy dữ lắm. Giữa 12 giờ trưa cũng ra giữa lộ nằm căng tay ra giữa lộ xe. Rồi hỏi không quýnh sao được. Không quýnh đặng mình báo người ta hay gì. À, còn nói mà giữa mà nói là chị Ngân này á có quýnh con chứ không phải là không quýnh. Quýnh dạy nhưng mà không biết dạy, kiểu như không có đủ như người ta. Chỉ biết là cầm đồ tức quá cầm đồ lên chọi thì con kia chạy thì ở đây chọi rồi chửi quá chửi lại mẹ con chửi lộn nhau.
đó. Con kia trả lời thì con này cầm đồ chọi thì có á, chứ còn nói mà kiểu như là đài cho ăn muối ớt, nghèo thì phải đi xin rồi, nghèo thì phải đi xin rồi, chứ hỏi đi bán như sao, trăm nào năm chục nào thì đứt hết năm chục đấy. Nó bán được năm vé nó ăn hết mẹ năm vé rồi, con bé Ngọc bán vé nó ăn hàng hết vé, bán hai vé ăn hết hai vé rồi, hỏi tiền đâu đắp vô cho người ta. Chính tôi là người đó, tôi bán giấy số nè, tôi đưa giấy số, tôi lấy giấy số tôi đưa này nè đó. Hiện bây giờ còn thiếu tiền tôi mà tôi còn tôi không đòi luôn mà, quá khổ rồi. Bằng cùng thì phải đi, nghèo khổ rồi phải đi rồi, đi xin rồi, không có gì gọi là ấy hết trơn á. Ai mà thử người bình thường có nuôi được gì không, không nuôi được đâu, nói thẳng luôn. Vậy là nó, cô xác định là chị Ngân này là chị bị khờ ha, không có được bình thường. Nhưng mà nó cũng hổn, có hổn. Nhiều nó không cầm chế được cái gì là nó chửi rồi, xong rồi đó là nó lại đã đời nó, mình tức quá mình quýnh nó một hai bạt tay lại nó xin lỗi mình. Có chứ không phải là không. Còn nói mà ngờ người mẹ bỏ nó, bỏ anh em nó hồi còn nhỏ luôn, đi lấy chồng khác. Cái người hiện bây giờ nằm trong bệnh viện đó, bà có coi được cái clip này tôi vẫn nói. Nó mang bầu cái đứa sau này nè, con nhỏ con gái bây giờ nó đang ẵm trên tay, là hồi gầm tháng 7 vừa rồi đó. Trước gầm tháng 7 người ta cho lấy gai, mình thấy vậy kêu mình đi bán số thôi, ra kiếm gạo ăn đi mày ơi, đặng về nuôi mấy đứa nhỏ. Thì chạy ra, không thương mẹ làm sao mà giấu chồng được bịch gạo nào đưa cho mẹ đem về. Bà ở riêng, bà đâu có quan tâm con này, bà chỉ biết tiền thôi. À, là mẹ của chị Ngân ấy hả? Hiện bây giờ bà nằm trong bệnh viện đó. Hả? Còn nếu bà nói là không phải là, bà nói là con xin. Ủa vậy là bà xin về đặng bà có lo lắng không, hay là bà đài đi xin? Bà có hai đứa con riêng bà cũng dẫn đi sinh đó, hai đứa nhỏ đó cũng dẫn đi sinh đó. Đem ra giao cho chị Ngân giữ ở ngoài 30 tháng 4 á, coi cho nó đi sinh. Còn bà chạy xe lúc bà chưa bệnh, bà chạy xe cày luôn đó. Hết cha dượng ra lấy gạo rồi tới mẹ ra lấy gạo. Tại vì con này nó đâu có tình thương, không có mẹ nào mà làm như vậy chứ. Thương là, con mình thì không thương thì thôi. Có nghĩa là mỗi lần mà chị Ngân đi xin gạo là mẹ ruột ra lấy gạo về ăn ha. Lấy gạo, bán hết. Rồi chồng sao này nào chửi, thằng chồng sao chửi hả? Rồi tụi tôi mới nói là trời ơi, sao mà đi ra lấy gạo có đường nhỏ vậy trời, để cho nó gần ngày sanh nữa cho nó kiếm tiền, nó để dành nó sanh đẻ. Mà miễn mà nói mẹ nó thì nó quay qua nó chửi mình, nó bên mẹ nó, tại vì nó không có tình thương mẹ. Nhưng mà bây giờ mẹ nó ở Bình Dương về, nó quá thiếu tình thương cho nên nó thương mẹ, nó đâu nghĩ mẹ nó như vậy. Nhưng mà mẹ nó vì đồng tiền mà ngày nay á là nói xấu con Ngân này. Là tôi không đồng ý. Mình là một người mẹ, mình phải nói trung thực. Mình phải nói trung thực. Mình tạo nó ra mà mình không có trách nhiệm với nó. Mà ngày nay mình phải có, bây giờ con mình nó đã mất một đứa cháu mà, mất một đứa con như vậy mình phải nói làm sao. Mình phải suy nghĩ lại. Con này đưa con mình lên, nói xấu con mình. Tôi không đồng ý. Trong khi đó cháu mình đang tìm kiếm nữa mà là... Và con mình ôm ba đứa nhỏ nuôi nữa. Mà làm như vậy nghĩ đi, bả có lương tâm không? Con thú nó còn biết giữ con. Dù cho con mình có xấu cỡ nào mình cũng phải bao che, có này đâu. Bả lên bả nói xong. Mà tiếc nghĩ này, bả nói thì tất nhiên là bả mang cái tội là một, tự bả khui ra đó. Cái xấu của bả không đưa lên, mà cái xấu con mình đưa lên đó. Bả nói là thằng rể của bả, bà đi qua bà kêu con thằng gái bà mượn tiền mà. Thằng chồng sau này, thằng chồng giữa của bà đã chết rồi đó. Bây giờ bà mới ngã bệnh đó. Là thằng chồng của bà. Hồi đó là cờ bạc, đá gà. Là chết rồi đó. Bỏ lại hai đứa nhỏ giờ. Hiện bây giờ đó là đứa trai đứa gái luôn. Mà bây giờ trong bệnh viện thì có một đứa con trai thôi. Thằng trai đó đó. Đó. Thì xây lại cái câu chuyện mà của anh Mộc á. Thì Thằng Mộc á là tôi không có biết nó. Hồi đó là nó có đi ra ngoài công viên á. Nó đi ra ngoài chợ 30/4 là cả hồi lúc là cậu hai của con ba con cậu của con anh của con Ngân á, là ẩm nhỏ đi bán vé số ngoài á, ở ngoài chợ 30/4 là nó có ra hỏi chứ đó, đi ra nó mua cho hộp sữa ba lớn làm gì, nó một người cha nó có trách nhiệm hả, mua hộp sữa ba lớn đem ra. Là thằng cậu của con bé Ngọc mới nói là dứt phát không cho nhìn. Tuyệt đối không cho nhìn. Không cho nhìn. Nếu mà con Ngân mà cho nhìn thì đó, nó chặt con Ngân.
là cậu anh của con Ngân nói mà, nếu mày cho thằng đó nhìn tao chém mày mà tao còn sống thì thôi tao chết. Cái đó là mày làm gì làm. Dạ. Nhưng mà từ hồi ngày ấy giờ là không có, nó không có ra. À. Tôi biết từ hồi ở nhà trọ tới bây giờ là tôi không thấy. Có nghĩa là từ cái lúc mà chị Ngân là có đó, bầu 2 tháng rưỡi cho tới lúc đẻ bé Ngọc cho tới 8 tuổi luôn. À. Là không có gặp mặt anh Mộc. Không. Rồi cho tới ngày hôm nay là khi mà nghe tin bé té, à, anh Mộc xuất hiện. Thì tôi mới thấy đầu tiên. À. Tôi thấy. Làm sao mà anh biết được cái thông tin mà bé té? Tôi đâu biết đâu. Mà cô kiểu như là bà già của thằng nào thằng Mộc á thì bán rau cải ngoài ba mướn tư á. À. Kiểu như ở đó người ta nghe rồi người ta không tin. Ừ. Kiểu như là ngay chặn. Bây giờ như theo cô nè, cô là người sát nhất nhà của chị Ngân, là cô có hai cô có tin là mấy Ngọc có còn sống không? Không. Tôi dám quăng luôn với mấy anh luôn. 10. Chết hết 10. Có nghĩa là bé Ngọc mà chết ha. À, không ai bắt hết. À. Tôi nói thẳng luôn. Bây giờ tôi nói bình thường đi. Anh dám chứa không? Khi gình gan vậy nè, anh dám chứa không? Chứa đặng cho công an còng đầu anh hay dạ, gì? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Ai dám chứa? Bây giờ ba đầu sáu tay chưa ai dám vô đây mà chứa con đó nữa. Vậy là cái lúc mà bé còn sống thì bé rất là nghịch đó không con? Không, quậy ram. Dạ. Thầy lắm. Không lẽ tôi nói chứ tôi nói thiệt. Anh mà có vợ mà anh có 10 thằng con trai đổi một đứa đó anh được. Nó quậy gấp đôi. Tôi nói hẳn danh luôn. À, nghịch quá trời. Xe của ai đậu không biết. Anh không biết quen lại mà yêu cầu anh đậu anh nói chuyện thôi với mẹ nó hay là anh mua chiếc xe là nó nhảy lên xe rồi đó. Nó không có sợ ai gì chân á. Dạ. Nói thẳng luôn. Mà con này nó quậy mẹ nó bây giờ hỏi tại sao mẹ nó không ấy. Nói thiệt, mới đi xin đây thôi, xin thời gian đây thôi ạ. À. Xin thời gian không hồi lúc mà thiếu nợ trốn đi Bình Dương luôn. Vợ chồng ôm con cái trốn đi Bình Dương rồi tới mùa dịch mới về. Nói đâu đi, về đặng mà làm trả nợ cho người ta. Đó, xin điện về, xin nói chuyện với chủ nợ. Dạ. Cho nên nó thằng này nó mới nhảy xuống ghe mà. Nhảy xuống ghe đặng lấy số tiền trả nợ cho hết. Chứ thằng này nó nói nè, trời bà Loan ơi, tôi mà đi á, thằng là một cái á, mấy đứa nhỏ con này nó coi không có xiết đâu, nhất là con bé Ngọc nó dẫn mấy đứa nhỏ xuống sông. Nói thẳng luôn, nói rất là thương chứ không phải là thương. Chưa thấy nó điện về nó chửi con này đâu. Nó nói nuôi tới 8 tuổi mà lý do nào mà để cho con mày té xuống sông mà mày. Con này nó nói mẹ bệnh. Bây giờ biết nói gì giờ. Nó, mà bây giờ mình thương, đỡ phận đừng bà với nhau không à. Mà con này phải nó đủ trí khôn đó. Quá khờ. Nhiều khi đưa tiền đi. Ở 4 tháng trước thì có một cái video nói là mẹ cho bé Ngọc ăn muối ớt thì có thể cái đó là. Trời ơi anh lại nhà nó đi. Anh ăn nó mua đồ về thì lúc nào nó cũng có cái chén muối ớt. Dạ. Cái con đó nó con cái mẹ nó đã quen rồi. Cá có nè, thịt có nè. Mà vẫn lại ngồi ăn với mẹ nó cũng đồ ăn ngập vậy đó mà nhưng mà nó ăn ha. Cũng ăn chung với mẹ nó. Dạ. Tại vì tôi nói coi ai coi cái clip ấy mà nó để mà nó một chảo cá gì đồ xào đồ có hết trơn á mà nó vẫn ăn cái chén muối ớt. Dạ. Nó có bầu 4 đứa nào nó cũng ăn muối ớt hết trơn á. Tôi nghe nói là chị Ngân dễ thương với đứa lắm, như thương lắm nhưng mà quên mà. Là chị cho mấy đứa mua đồ ăn hết trơn đó. Mua hết á. Nó ăn muối nó cũng ăn nữa, nó thương con nó lắm. Nhưng mà có một cái là nó con này nó quậy vũ lắm, chịu không nổi đâu. Chính tôi nó gửi tôi còn sợ, tôi sợ điện giật chứ không vậy chứ. Anh tính đi, không đem đi để nhà đặng mà cho chết hay vậy. Nó lấy hột quẹt đó, nó đốt nhà trọ người ta. Trời ơi. Nó con gái mà nó vậy đó. Mẹ nó phá đó. Nếu mà anh không tin, mà anh xuống ngay đường Tú Xương á, ở nhà ông bố Bất Kỳ á, đuổi, có con bé Ngọc là người ta đuổi. Dạ. Ta không có cho ở. Dạ. Chính tôi là người năn nỉ cho ở đó. Nó nói thôi kệ đi, ông bố ơi con nít nào mà không quậy. Dạ. Mà buông ra nó cũng là nó à. Quýnh nó gọi buông ra nó cũng là nó à. Tôi nói anh là mở mắt ra, ngủ thức dậy mở mắt ra. Chung trong bùng ra là bắt đầu là nó ngồi nó nhựa rồi. Nó ngồi nó khóc rồi. Dạ. Là con Ngăn với thằng Phúc, thằng cha dưỡng nó nói sao. Bữa nay tôi đói nữa rồi đó. Tôi biết nó khóc kiểu này tôi đói nữa rồi đó. Mà ngày nào như ngày nấy, ngày nào mà nó cười đó là con vợ chồng này mừng đó. Nói thẳng. Tính đi ông ngoại nó chết á. Ba ruột của con Ngăn chết nè. Mà mấy cô nó còn không cho Ngăn để tang nè. Không cho cháu mình qua để tang mà. Cấm tuyệt đối luôn mà. Hồi lúc bệnh á thì hai vợ chồng này làm có tiền á thì cho á. Không tiền đóng tiền nhà trọ cho á. Con nhỏ này thậm chí chồng đưa cho 30 ngàn.
giấu đưa cho ba mình đặng cho con mình ăn, cho con gái nó ăn, còn ba đứa này chẳng thà đi ra nó mượn tiền đầu người này đầu đường kia, rồi á nó đi ra nó chạy số đặng nó kiếm tiền đắp vô đặng nó trả cho tôi, còn 30 ngàn thì chồng nó mới đưa thì cho mẹ con, thì bắt đầu nó giấu đi, nó đâu có cho ba đứa kia ăn, lỏn qua đưa cho ông già nó đặng cho con ruột nó ăn, cũng con mấy con nhỏ nhỏ đó, nhỏ chết rồi đó, hỏi đi còn gì nữa, người mẹ mà vậy còn gì nữa, mà có ai có trách nhiệm với nó không? Đó. Nếu người mẹ mà thương con thì đã là một người mẹ nè, hồi lúc bà mạnh giỏi nè, bà nói ngăn nè con đi bán vé số đi để ba đứa nhỏ mẹ giữ mới đúng là một người mẹ. Dạ. Còn này bà giao hai đứa kia cho ngăn nữa, vậy là thành ba đứa luôn, thành năm đứa, năm đứa luôn. Rồi hỏi đi tính đi, mình nên nó quản xiết nổi không? Hai thằng kia, hai đứa kia cũng quậy, cũng không vui gì con bé Ngọc. Chịch ra là dẫn xuống mấy sông. Nó hỏi nè, chính xác. Nói cái gì mình nói đúng thì mình nói đúng, không đừng nên nói thêm. Nhiều khi á, tôi coi trên đồng mạng á, tôi bức xúc và kiểu như tôi nằm tôi thấy bà già nó vì tiền mà bắt chấp nói xấu con. Nói xấu con. Cái ngày con bé Ngọc chết đó, bà xin đâu được 2 triệu. Bà vô trong nhà thương, bà đưa cho con ngăn, bà chia ra, bà nói nè, mẹ 1 triệu, con 1 triệu. Ha? Xong rồi bà đòi lại. À, đòi lại luôn. Đòi lại. Những cái xấu sao bà không nói ra đi? Những cái xấu bà không nói ra mà bà nói cái tốt của bà. Làm cô, sao? Cô kéo áo lên đi con. Đó, nghĩ đi, rồi làm sao? Thì đó, có sao mình nói vậy? Dạ, thì cô có chia sẻ đi cô. Bà đòi tiền lại, họ hỏi chứ cháu mình chết, con mình nghe nó nằm bệnh viện không có đồng bạc, nhỏ không có tiền, ra hỏi mượn tiền nhỏ, nhỏ nói con đâu có tiền nữa. Bà người mẹ gì bà đúng không? Bà đi ra ba mướn tư, bà xin tiền, xin người này xin người kia, được 2 triệu. Cháu ngoại mới chết, bắt đầu đi ra xin tiền vô chia cho con mình. Bà nói nè, người ta cho mẹ được 2 triệu chứ bà không có nói là vụ con ấy nha, đem vô tôi cho mẹ 1 triệu tới chừng đòi nhỏ lại. Đòi lại. Rồi những cái xấu bả sao bả không đưa lên, bả được cái đẹp của bả mà. Người nào biết á không biết hay. À không? Trời ơi cái gì mình. Thì có nhiều ông bà cô chú trên cộng đồng mạng nói Thái ơi sao không vô chổng quay mẹ của chị Ngân là đang bệnh này kia đó, có hỗ trợ được gì hỗ trợ. Thì chưa kịp đi vào bên trong đó thăm cô nữa thì hôm nay là nghe được cái câu chuyện này. Thì đoạn nếu nè, bây giờ nè. Muốn ăn. Mấy anh đi vô chổng đó đi. Mấy anh cứ vô trong đó quá hồi quay. Dạ. Tôi biết cái gì tôi nói hết. Dạ. Tại vì tôi tính đi vô bệnh viện lắm, nhưng mà tại vì tôi đi đường xa, tôi đi bộ, tôi không có đi như người ta được. Dạ. Tại vì tôi đi xe lăn không à. Dạ. Tại vì tôi bị tai nạn xe, do tôi yếu rồi, tay tôi gãy nữa. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà tôi nói đâu ra đó. Tôi nói tại vì tôi chưa đi ra ngoài. Tôi nghe cái vụ mẹ nó nói rồi. Dạ. Tôi nói là tôi tức mà tôi nói nè, tôi mà ra tới nhà thương là tôi cho bà khỏi có múi liếm luôn. Tôi quậy tưng luôn, nói thẳng luôn. Dạ. Đáng lẽ mình, con người mẹ nếu mà khôn á, nói bây giờ con tôi nó khổ vậy, nó cũng không được ấy đi. Dạ. Một câu nói của bà đi. Đúng rồi. Thì có hai đàn có tiền hết, người ta thấy vậy người ta. Cái tỷ như mình trên đồng mạng người ta thấy vậy, bà này bị bệnh mà con bà vậy nữa thôi, mình giúp được thì. Trên đồng mạng bà con người ta cũng giúp được. Dạ. Còn này bà nói về bà phần phải bà nói xấu cho con mình. Cái đó là bà người mẹ không đúng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị Ngân cũng đâu có làm gì đâu sai đúng không? Không có làm gì sai. Dạ. Nếu mình là một người mẹ đúng, tới ngày nay thì con mình nó phải có miếng giấy. Tại sao bà nói bà thương con bé Ngân này lắm, tại sao giận bé Ngân không có một cái tấm giấy chứng minh là sao? Hỏi nhiều thôi. Dạ. Còn nếu bà nó quả quyết là bà nói là con bé Ngân, con Ngân này là bà sinh của bà chị bà dám đi thử máu không? Bà đi xét nghiệm máu đi. Có nghĩa là cô vẫn chưa tin là bé Ngân là con ruột của cái cô đó. Không, bà nói là con sinh. À. Nhưng mà lời của con Ngân này nó chính hồi ba nó còn sống, bà đâu có dám về. Bà đi theo ông kia đâu có dám về. À. Khi mà ba con Ngân này chết rồi, anh hai con Ngân này chết rồi thì mới dám chời đầu về đây. Đúng không? Chứ hồi đó còn ba gột của Ngân đâu dám đâu. Dạ. Đâu dám về. Đó. Chứ người ta thường nói là hậu dữ không bằng thịt con nha, mà này là cái này là bán luôn vì đồng tiền bất chấp thủ đoạn. Nói xấu con gột của mình luôn. Tại sao bà ở cái nhà trọ nè?
Rồi bây giờ á, cộng mạng á, Cao Văn Trung đưa lên. Bà nói bây giờ để bà về rồi Cao Văn Trung đi mướn nhà khác, bà không ở đó nữa. Tại vì bà ở đó thì tất nhiên người ta biết hết rồi. Thì sợ bể ra thì bà đâu có đồng tiền. Tạm biệt. Cho nên bà mới đi kêu mướn nhà khác. Vậy là tính ra cái kênh đó nó đưa thông tin sai sự thật đúng không cô? Cô không biết sai gì, tại vì người ta công bố tiếng mạnh là người ta giúp đỡ, là sự thật là đang bệnh người ta giúp cái đó thôi. Còn cái vụ đó tôi không biết. Nhưng mà mình làm cái gì mình phải cho nó đúng sự thật. Đồng tiền ai làm cũng cực khổ đó, chứ không phải trên trời rơi xuống. Với tỷ giờ cô chú trên đồng mạng đi, và thấy khổ quá người ta giúp đỡ mình, mình đừng có lợi dụng cái đó là mình lấy cái đồng tiền của người ta. Ai làm đồng tiền cũng cực khổ chân á. Đó. Với tỷ như bây giờ tôi nói nè, không cần giúp cho con Ngăn, về phải dòm lại ba đứa nhỏ rất là tội. Mà trong lúc này con Ngăn nó không có dòng họ, không ai ai cũng cô lập nó hết. Tôi là chỉ người dân nước lã thôi. Con Ngăn nó đắng, nó nhỏ hơn con tôi nữa. Tôi nói thẳng, con tôi là ba mấy tuổi rồi. Con đang thắc mắc là tại sao dòng họ ruột mà cháu của mình mà không để binh giật mà lại xua đuổi cách như vậy? Tại vì để nói cho nghe, con này á, kiểu như nó không có được bình thường. Vậy tỉ như mình làm người cô, cháu mình cái gì thì mình dạy nó. Mình phải cắt nghĩa cho nó nghe. Có đâu mình cô lập nó thì tất nhiên á, ghét nó. Thì ghét cái từ cái chỗ mà kiểu như con này á là đi chơi này kia. Thì nó đâu có, nó con gái nó đâu có được bình thường đâu. Mà cha mà, cha nó danh hai nó lo cho nó chứ đâu có ai lo cho nó. Mình người cô, mình không có đủ đúng. Đó. Cô có thể chia sẻ thêm cho ông bà cô chú biết về cái thời gian á. Cái thời gian mà nghe nói là chị Ngăn có một cái thời gian làm gậy á cô, thì không biết là như thế nào. Làm gậy đó, cái bầu thai đó, gọi là con bé Ngọc đó. Dạ, là cô có thể chia sẻ. Là cũng như là nó có bầu á, là 2 tháng rưỡi, thằng chồng nói là thằng Mọc với bà già của nó là đà quýnh đà đuổi ra đường đó. Rồi nó về bên anh nó với ba nó đó, mới về đó vừa dẫm vào. Rồi mới đi làm gậy ngay chăn chú Câu Đúc. Có nghĩa là vì rồi bắt đầu nuôi cái đầu bầu thai đó, tới ngày đẻ đó là anh hai nó với ba nó nuôi, đi lụm mũ anh nó đi bán vé số nuôi đẻ. Nuôi mà đâu có tiền mà vô nhà thương ẩm về đâu, phải đi vô á mà bỏ vô trong cái giỏ sách bàn vậy nè. Trốn bệnh viện anh hai nó đó với thằng Vũ mà cái gần chết rồi đó, mà vô ẩm cháo trốn bệnh viện về đó, là thằng Vũ với con bé Ngọc đó. Có nghĩa là chị Ngăn dặn là đang mang bầu và không có tiền nên là mới đi làm á. Đi làm nuôi thân. Cái cuộc sống là buộc. Vậy chứ mẹ cha. Cha thì cũng khổ. Anh hai nó thì cũng chạy đi lụm mũ. Rồi á ai cho gạo thì chạy đi. Còn để nhỏ đang đi bán dây số dắt trên vai và nghe nói tôi thấy có gạo, chỗ nào cho gạo thì tôi đi lại. Đi lại này xin gạo nè, bắt đầu bỏ nhỏ lên cái gỗ xe đạp á. Bắt đầu chạy ngược, chạy đi theo chỉ đường, chạy xuống đó kiếm gạo đem về ăn. Thì cứ ngày này qua ngày nọ thì nó nuôi được nhỏ tới ba lớn đó. Rồi tới ngày nó chết mà ông già nó mới giữ. Chứ hồi đó là con bé Ngọc này là cậu hai nó giữ nhiều. Cái thằng chết rồi đó là giữ nhiều. Một tay thằng đó sữa nè, đi bán với số ngoài 30/4, ai ra đó hỏi ai không biết chứ. Nói thẳng luôn, hỏi hàng tiếng đó. Cho nên mình nói cái gì ra cái đấy, biết, nói tôi không biết, tôi không đặt điều. Cho con hỏi thêm á, là cái thời gian mà trước cái lúc mà chị Ngân có bầu á, là với anh Mộc quen nhau á, thì nghe nói là anh Mộc ảnh cưỡng hiếp chị Ngân đúng không? Cái đó là bên cháu của con Ngân nó biết, còn mình không biết, mình không biết. Mình cái nào mình không biết mình nói không biết ạ. Chứ mình không biết rồi mình xí vô mình nói tôi biết cái đó là mất công phiền phức ra tới công an. Cái nào mình không biết mình nói không biết. Còn cái khi mà nó đang mang bụng bầu nó đi ra ngoài đường đó, làm gái đó, có tôi biết. Đó. Tới ngày đẻ anh hai nó nuôi đẻ. Rồi vô bệnh viện xách ảnh đem về. Không có tiền đóng bệnh viện thì phải chịu thôi. Vậy là trong cái thời gian mà tìm kiếm bé Ngọc mà mẹ là chị Ngân không có ra được, có nghĩa là ở nhà giữ 5 đứa con. 5 đứa nên là không có thể đi ra được. Không, 3 đứa. Tại vì nằm trên bệnh viện á, trong bệnh viện. Nói nãy giờ anh nghe, cũng như là con nhỏ bạn tôi nè. Là nghe người ta nói là 3 đứa nhỏ té xong chết mà vớt được 2 đứa trai đứa gái. Thì nó về đây nó mới nói. Tối giờ này nè nó về nó nói là trời Tuyết ơi Lon ơi, con của Ngăn 3 đứa tém xong chết hết rồi. Tao nói tại sao mày không quay lại mày coi ở chỗ nào.
Nó nói ta nói là ta xuống tới bến đò sao tao tao trở lại tao đâu biết chỗ nào. Yeah. Thì sáng lại là ở đây uống uống cà phê xong rồi á là tao kêu mày đi liền. Mày phải đi ra ngoài coi nó té chỗ nào. Đó, một rồi coi ngăn sao mình, tôi sợ là tôi sợ cái con nhỏ nhỏ khi lỡ mà con nó chết ba đứa thì nó điên luôn, nó không còn lý trí luôn, nó quăng nhỏ luôn à. Yeah. Ai chứ con đó là nó quăng thiệt. Cho nên nó con này nó mới ra ra hỏi mấy người ngoài, người ta nói là hiện bây giờ hai đứa nhỏ nằm bệnh viện. Lên đó Phú Cường thì con nhỏ này chạy chiếc xe đạp nhỏ bạn tôi nè. Chạy xe đạp đi vô tới Phú Cường, đi vô tới phòng là ba người ta cho ba hộp cơm. Rồi cái thằng Vũ nó mới nói, thằng Vũ nó nói á, bà ngoại lo, chị con chết rồi, chị con chết rồi. Bé Ngọc té xong chết rồi, chị con chết rồi, chị hai con chết rồi. Là chính là cái thằng Vũ, cái thằng đuôi gùa đó. Đó, rồi khi con nhỏ bạn tôi mới xuống nó dưới này, ra chỗ bé Ngọc, đặng thắp cho cây nhang giấy cho nó vớt được. Tới khi đi xuống á, thì cô của con ngăn này nè, mới hỏi, nói là ba đứa nhỏ chết hết rồi, hai đứa kia cũng chết rồi. Con nhỏ bạn tôi nó mới nói là đừng có nói vậy, hai đứa nó còn sống ở chảnh rồi, nằm trên trên phòng chính rồi. Tôi mới chảnh, tôi mới xuống nè, thì đâu có biết đâu, hỏi tấp nập thì con nhỏ này nó chỉ cái tình thiệt, nó nghĩ là cô ruột mà. Yeah. Ai ngờ đâu kéo lên trên bệnh viện quýnh con người ta chỉnh. Rồi, rồi. Rồi cho nên á con này kiểu như bút xúc quá thì nó phải chửi, tức quá kéo lên quýnh nó thì nó phải chửi thôi. Con này nó khùng mẹ, nó đâu có được bình thường. Nó đã thằng chồng nó hồi đó, thằng chồng sau này của nó cũng có cái thằng kinh nữa. Yeah. Nó nói nè, rồi nào thì úp dùm nấy, nói như vậy là mấy anh cũng hiểu rồi. Yeah. Không bình thường với không bình thường nó hỏi với nhau. Bây giờ nói là thiệt thòi nè, bây giờ ai đè đầu chửi nó nè, nói nó tới thậm chí mà nói nó mướn nhà khác giấu con nó. Rồi nó giả tạo đặng là ở cái nhà này đặng mà cho nó đồng mạng cho nó tiền. Rồi bây giờ lại hỏi nó cũng có bao nhiêu đó thôi. Vậy là cô nói chung đó, là cô cũng không có hiểu gì à, phía bên anh Mộc ha. Nói chung là bên đó là bên đây tôi biết, còn bên đó tôi không biết. Dạ, 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 dạ. Nhưng mà tôi chỉ biết có một lần là đi ra nhìn là anh hai cậu hai á, là của con Nga con bé Ngọc này là không cho nhìn. Dạ. Nói thẳng ra ngoài tại chợ 30 tháng 4 thôi. Dạ. Cái nào mình biết thì mình nói mình biết, còn không biết mình nói không biết. Còn mẹ nó là tôi biết. Dạ. Tại vì mẹ nó ngày nào cũng ra ngoài công viên ông Nguyễn chở gạo hết bà già tới cậu tới cha dưỡng ra chở, rồi điện thoại ngăn ơi mẹ thèm cái đó, nhỏ có 50.000 cũng phải chạy đi mua cho ba ăn. Mà khi đó con mình mang bầu, bà nó bà thương cháu ngoại đó hả, bà có biết suy nghĩ là mấy đứa cháu ngoại không, mà bà ăn cái đồng tiền nó có ngon hay không. Dạ. Đó mướn mình nói cái gì đâu ra đó, cái nào tôi biết tôi nói tôi biết, còn nào tôi không biết tôi không nói tôi không biết, tôi không nói thêm ai hết. Nhưng con ngăn này rất là tội. Yeah. Nếu nó người bình thường thì nó đâu con nó đâu ngày nay đâu vậy đó. Bà xã người bình thường chưa nuôi được con vậy nữa, mà nó không được bình thường mà nó nuôi được con nó được như vậy nữa. Trong thời gian mà trong thời gian mà chị ngăn nuôi bé Ngọc á, lỡ ngày trọ á, thì nghe được là anh Mộc là chồng của chị ngăn á, là cha bé Ngọc cũng đi biển đúng không cô? Cái đó đã nó không có dính liếc. Dạ, cái vấn đề rồi, đó. Rồi. Tại vì ở nhà trọ tôi ở đó, tới ngày tôi đi nó cũng đi tôi. Dạ. Là không có ai, là hồi đó là cậu của con ngăn, anh của con ngăn. Dạ. Rồi tới ba con ngăn ở nhà trọ kế tôi. Dạ. Có. Cái lúc mà ảnh đi. Khi đi biển đó là tôi không biết, tôi chỉ biết cha dưỡng của nó thôi. Dạ. Là chồng sau của con ngăn thôi. Tôi chỉ thấy thằng đó thôi. Không biết gì về anh Mộc hết trơn á. Còn cái vụ thằng Mộc này á, nó lấy cái nước mắt ra. Hồi lúc con nó nói nó thương con nó, tại sao lúc mang bầu tới ngày đẻ xong ra lo. Chờ nuôi tới 8 tuổi mới lú cái mặt ra, chờ chết mới ra. Ra đó là giả tạo thôi, lấy nước mắt giả tạo thôi. Nếu mà nó đúng là một người cha đàng hoàng, con bé Ngọc sẽ dính mò dính rồi, vớt dính rồi. Tại vì nó không có trách nhiệm. Nó ra nó lên. Nó chỉ là lời ra đặng nó kiếm đồng tiền, hồi nó tập tụ nó nhậu thôi. Nếu nó là một người cha đúng nghĩa, nó đi mượn một cái vỏ giọt đi, đúng không? Bơi trong đêm đó nó phải đi kiếm. Cái này tại nó. Nếu nó người cha nó, nếu có trách nhiệm thì con nó đâu có gì. Nhưng mà nói thẳng luôn, con này chết chứ không bao giờ sống.
nói thẳng. Nếu mà nói sống thì đó là mơ hồ. Bây giờ tôi nói bây giờ nè, tổng thống bây giờ cũng không dám chứa con này nữa. Mình nói câu thí dụ vậy thôi, sao dám chứa? Đang gình gan vụ này nè, chứa đặng ta nói anh bắt cóc con người ta sao? Dạ đúng rồi. Hả? Mình nói vậy thôi. Chẳng qua là cái đó là nó đem nước mắt nó ra. Trời ơi, con mà không thương sao được? Không có đâu. Cái người nào anh đi đi, người nào mà cha mẹ chết á, khóc á, khóc dữ lắm, nhưng mà tới thờ thì không ai thở chứ. Lấy cái nước mắt ra giả tạo. Còn những người không khóc mới ghê đó. Những người mà nước mắt không ra được đó, nghẹn trong lòng. Không lẽ bây giờ, nhằm khi á, bây giờ có ban ngày thì có người ta gình gan vậy nè, tới khi con á, bốn đứa con hàng đêm giỡn với mình, mà bây giờ còn có thằng Vũ với ba đứa à, thì tất nhiên khóc chứ, nhưng mà nén khóc, khóc thành trong lòng. Con nào mà không thương, tôi nói dòng dám công bố tiếng mạnh, người bình thường chưa thương ai thương bằng nó. Quýnh là quýnh, ăn cho ăn, vợ trong mình có 200.000 cũng cho con ăn nữa, ăn hết đi rồi tính sao. Ăn trước đi con, nợ để nó đi, chửi mẹ chịu. Nói thẳng luôn. Chứ còn nói mà vụ con này quýnh thì có, lên cơn là quýnh, lên cơn khùng rồi là quýnh à, kiểu như bức xúc quá rồi tức quái con kia trả lời là quýnh à. Quýnh nhưng mà không có biết dạy con. Nhiều khi tôi cũng có nói để vài chuyện con bắt nó nằm xuống, nó không có chịu nằm. Tại vì bé nó nghịch rồi lại mẹ cũng với cái gì nè, ông ngoại không có dạy cháu suối tầm bậy, rồi từ hồi nhỏ tới lớn rồi con này nó quen cái miệng rồi. Nó chửi mẹ nó, mẹ đĩ nha, rồi con này tức quá rồi quýnh. Bắt đầu ổng bình ở ngang nhà trọ tôi nè, đường Tú Xương, đường Tú Xương, đường Nghĩa Trang này nè, vừa quẹo vô ngay chân chỗ ngang chỗ nhà ngang cái chỗ cái biệt thự trắng bên đây nè, dòm qua là cái có cái dãy nhà trọ đó đó. Có thì vừa qua thì cô cũng đã chia sẻ có gì không, còn cái vụ thằng Ngọc là tôi không biết con đâu. Còn đây nè, nếu mà tôi nói cho má con ngăn nghe luôn, nhờ mấy anh á là mở cái clip mình lên cho má ngăn thấy. Mình thương con mình trung thực đi, con thú nó còn biết che đậy cho con. Còn bả là một người mẹ mà bả bị chỉ biết cái đồng tiền che mờ con mắt, phải không? Những ngày á con ngăn nó mang bầu đi sinh từ bịch gạo, giấu giếm chồng mình đưa cho mẹ từ bịch gạo, hết cha dượng lại chở, rồi tới bả lại chở. Hô thèm cái gì con ngăn vẫn không tiền, vẫn mượn tiền người ta mua cho mẹ mình. Mà bả không biết những cái đó, mà tại sao cái xấu á thì bả đưa lên, cái xấu của bả không đưa lên mà bả đưa cái xấu của ngăn lên vậy. Bả người mẹ sao con ngăn nó mới trả lời hả? À, nếu một người mẹ đúng á thì con nào mà nó không nể. Nếu bả bỏ bả đi nè, bả không nuôi hai anh em nó nè, nó không nhìn bả luôn đó. Mà tại sao nó đã nhìn bả đó? Mà nhưng mà bả là một người mẹ không đúng đắn, tôi nói là không đúng đắn. Còn những người nào mạnh thường quân, tôi nói đây bằng lương tâm của tôi dám nói thì tôi dám đứng lên, tôi không bao giờ tôi sợ cái gì. Cái gì tôi biết tôi nói, còn cái nào tôi không biết tôi không nói. Nhưng mà tôi nhờ là trên đồng mạng đừng nên chửi vào con ngăn nữa, vì nó quá khờ đi. Cái đồng tiền nhiều khi nhiều quá nó cũng không biết đâu, nói thẳng luôn. Bây giờ đi bán vé số nhiều khi lợi gì lo ơi, sao con mất tiền? Ta hỏi mẹ ăn cái gì, con không ăn gì hết trơn á. Con mua cho con bé Ngọc, mấy đứa giờ con không biết con mua nhiêu nữa. Nói thẳng luôn. Nhưng mà tôi nhờ trên đầu lòng mạng đừng nên chửi con ngăn này nữa, vì nó quá khổ rồi. Đừng dồn nó vào, đừng nên dồn nó vào cái đường cùng nữa. Nếu mình thương ba đứa nhỏ đi, còn mẹ nó đừng nên nói nữa. Chứ bây giờ một người mẹ nào mà không thương con, đau lắm chứ. Đau, đau nhức nhối chứ. Chết đứa con đau chứ, nuôi tới 8 tuổi rồi mà như vậy ai mà không đau. Nhưng mà mình cái gì đúng thì mình đã nói. Còn tôi là con Lon nè đó, Lê Thị Tuyết Lon luôn nè. Dám nói dám nhận nè, không bao giờ. Còn nếu mẹ nó chối
giáp mặt với tôi. Tôi không giờ tôi sợ. Dạ rồi. Đúng. Thì hôm nay cô chia sẻ như vậy thì cũng hiểu được một phần về chị Ngân cũng như là mẹ của chị Ngân. Thì hôm qua cái clip này thì cũng muốn gửi một chút sự việc của cháu Ngọc. Thì hiện nay thì đã 16 ngày rồi, tiền không có luôn rồi cô. Không đâu. Nó đã đi rồi, nó đã chết rồi. Nhưng mà tại vì cha, thằng cha nó đó là nói tiếng là thương con đó, là vô trách nhiệm. Nếu mà có trách nhiệm thì trong 3 ngày là đã vớt được rồi. Yeah. Tại vì chỉ biết lấy đồng tiền ngồi xuống rồi xong leo lên đó ngồi, rồi thắp ba cây nhang để đó thôi, ngồi đó nhậu. Cái đó là không phải thương con. Cái đem cái nước mắt ra đặng cho đồng mạng người ta thương hại, đặng người ta giúp đỡ. Chai chán mà làm như vậy là không đúng. Yeah. Nói thẳng vô. Cô đã chia sẻ.